đảo tại hải ngoại. Phần được dịch sẽ do đồng đạo Vương Kim Hồng. Dear Mr. Tai Chan, Chairman of the Executive Board of Hua Hou Buddhist Committee of Southern California, dear guests and fellow Hua Hou Buddhists, before delving into this discourse, I must express my heartfelt gratitude to Nguyen Thi Mai and their husband, Tai Chan, for their invaluable time and openness during our online interactions. Their willingness to share the intricacies of their lives and the warm welcome there. And the warm welcome they extended upon learning of my dissertations and controversies about how Buddhists can be truly remarkable. Their enthusiastic response to my decisions to visit California and meet them in the community, which led to the provision of a room in Westminster for my stay, is a testament to the unique spirit of the Hua Hou Buddhist community in California. I am deeply grateful to Nguyen Thi Mai and Tai Chan for their role in facilitating my participation in this event. I am excited to introduce myself, my research project, and the reasons behind my decisions, and more importantly, to engage in a lively discussion with all of you. Before I delve into the details of my research project and my specific interest in Hua Hou Buddhism overseas, I believe it would be beneficial to provide some context about myself and the journey that led me to this point. As the speaker says, my name is Arthur Stoffels. I'm a PhD student from France, Montpellier, France. Born in Belgium, I have lived in the countryside of southern France for almost all my life, spending my time between the outside and reading books on a lot of subjects, history, culture, religion, etc. I soon became very interested in the religious movement worldwide, but over time I developed a particular interest in Asian religions and Buddhism. As a result, I chose to study anthropology at university, which allowed me to learn a lot about other cultures and religions in general, but not specifically about Vietnamese culture or religions. During my time at the university, I had the chance to take another course that allowed me to learn the basics of the Vietnamese language and the history and culture of the country. It didn't allow me to be a specialist at all, but in this way, I became interested in the country's history and its different regions. This process continued throughout my university studies, and eventually, I learned about the Mekong Delta region, a significant cultural and religious hub in Vietnam. As I continued to read, I learned more and more about several religious movements in this area and realized that some had even been founded there. In this context, I became aware of the existence of Hua Hou Buddhism, a unique religious movement that originated in the Mekong Delta. It was also the moment when I started my PhD in anthropology after consultations with my thesis director, Bernard Formolo, an anthropologist specializing in Thailand and the overseas Chinese in Southeast Asia. And also with Pascal Bourdeau, a French historian specializing in Hua Hou Buddhism and also one of the few specialized in this field. Hello team, I'm here before you with the help of Pascal, who not only provided valuable insights into Hua Hou Buddhism in the United States, but also introduced me to Nguyen Thi Mai, a key informant and a member of the Hua Hou Buddhist community. To summarize this process in a few words, I started this current research on Hua Hou Buddhism overseas because of my curiosity about Vietnamese religion and culture. I'm delighted to be here and to have the opportunity to do this. Moreover, from a scholarly point of view, given the almost total absence of work on the subject, it can be a perfect way to document the way Hua Hou Buddhists overseas reformed themselves after the event of 1975 and to shed some light on this reality known to only a few outside the community. After this introduction about me and why I choose this subject, I would like to introduce you my thesis topic. I hope you find it exciting and we can discuss it later. For my thesis, my interest is to focus on Hua Hou Buddhism overseas and, more specifically,
on the community in the USA. Through this research, I would like to learn as much as possible about the group itself as a collective, but also about the individuals who made it possible through their participation. I am interested in the religious aspect of Quahog Buddhism, the teachings, the practices, the celebrations, and so on. But I am also interested in the history of Quahog Buddhism in the US, rebuilding the community and making it permanent on the overall activities here. I have had the opportunity to read about these topics, but since I am neither Vietnamese nor specialized in Vietnamese history or culture, I consider myself a novice. I would be happy to learn as much as possible from you. I want to clarify some points of my research. When I talk about the perennial aspect of Quahog Buddhism, I'm looking at the question of memory, the transmission of knowledge, and how it is transmitted to the younger community members. I do not want to exclude the historicity with which the community is associated. Still, I want to understand how this history is transmitted to the community member who were not born in Vietnam. This point is an excellent way to put Quahog Buddhism overseas from a historical perspective and ground it in the present. I want to understand how Quahog Buddhism can perpetuate itself in a foreign context. To understand this particular aspect, I will focus on the transmission of knowledge broadly. In this aspect, I include religious knowledge, which provides for religious doctrine and practices. However, I also include the history of the community and the individual to make it up. I have tried to be as clear and concise as possible to explain to the audience why I'm here and what my research project is. I hope that it will resonate with you and that you will find my work interesting. From my position as a young researcher from France, who does not explicitly specialize in Vietnamese culture or history, I can be an excellent objective observer. With this position of observer, I aim to document the fact that the Quahog Buddhist community is present in the USA. What religion, what history, what values it carries, and the way it renders possible its perpetuation through time in a foreign context. It could also create greater cooperation between the overseas Quahog Buddhist community and France academic world. This kind of cooperation could benefit both parties by creating projects that can be oriented in many directions. For example, the possibility of cross-referencing sources on Quahog Buddhism between France and the personal archives of members of the community. France has in its archive a lot of documents about Quahog Buddhism, a subject investigated by Pascal Bourdeau, and it would be enjoyable for all to do this kind of work. In my position, many projects can be created that benefit all of Quahog Buddhism. Before I conclude, I want to express my heartfelt gratitude to the audience for their attention and to Huynh Mai and Thai Chan for their warm welcome and invaluable assistance. Your support has made it possible for me to share my research project with you today. I sincerely hope that my work resonates with you and that we can continue our discussion on Quahog Buddhism in the future. Thank you for listening and best wishes. Kính thưa quý vị và đồng đạo, sau đây con xin tóm lược bài nói chuyện của ông Arthur Stephens như sau. Trước hết, tôi xin cảm ơn ông bà Trần Vân Tài, Nguyễn Huỳnh Mai đã dành nhiều thời giờ liên lạc và sẵn sàng hỗ trợ cho tôi khi biết tôi có ý định viết luận án tiến sĩ về Phật giáo Hoàn Hảo tại hải ngoại. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ này sẽ không được thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của giáo sư Pascal Bourdeau, một nhà sử học chuyên nghiên cứu về sự tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Giáo sư Pascal cũng gửi lời chào đến quý vị và hy vọng sang năm ông sẽ đến đây gặp gỡ và thảo luận cùng quý vị về cuốn sách của ông mới xuất bản Hòa Hảo Buddhism, Phật giáo Hòa Hảo. Viết bằng tiếng Pháp, ông cũng mong rằng được dịch sang Anh ngữ trong tương lai. Tôi cũng muốn bày tỏ sự biết ơn ban tổ chức đã cho phép tôi tham dự buổi lễ hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu về bản thân, trình bày về dự án này và lý do tại sao tôi đã đặc biệt quan tâm đến Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại. Tôi tên là Arthur Steffels, dự tuyển tiến sĩ tại Đại học Paul Valley tại Montpellier, Pháp Quốc. Tôi sinh ra tại nước Mỹ và đã sống ở vùng nông thôn miền Nam nước Pháp gần như suốt cuộc đời và dành thời gian đọc rất nhiều sách. Tôi sớm quan tâm đến các tôn giáo châu Á, Phật
giáo. Điều này khiến tôi chọn ngành nhân chủng học. Tôi có cơ hội học lớp Việt ngữ và học văn hóa Việt, đất nước Việt Nam. Dần dần tôi biến đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Càng đọc tôi càng biết thêm về sự tiến triển của các phong trào và sự thành hình vài tôn giáo. Nhờ vậy tôi biết đến sự hiện diện của Phật giáo Hòa Hảo. Trong lúc tôi bắt đầu chương trình học tiến sĩ môn nhân chủng học, sau khi dự tư vấn với ông Bình No Phần Bô Sùng, giáo sư nhân chủng học chuyên về Thái Lan và người Trung Hoa tại hải ngoại ở vùng Đông Nam Á, và các giáo sư Pascal Bordeaux, giáo sư về lịch sử học. Giáo sư Pascal đã nói với tôi về Phật giáo Hòa Hảo tại Hoa Kỳ và giới thiệu bà Nguyễn Quỳnh Mai với tôi. Đó là điều may mắn khiến tôi muốn tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Xuyên qua công việc nghiên cứu, tôi muốn tìm hiểu về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và những người đã tham gia vào sinh hoạt này. Tôi cũng quan tâm lịch sử Hòa Hảo tại hải ngoại và tiến trình hình thành giáo hội, các sinh hoạt và làm thế nào để giữ vững tôn giáo này đến hôm nay. Tôi muốn nói rõ về sự nghiên cứu này. Khi nói về tính cách lâu bền của Phật giáo Hòa Hảo, tôi có những câu hỏi về ký ức và cách truyền đạt kiến thức cho giới trẻ, nhất là những người không sinh ra tại Việt Nam. Tôi chú trọng đến việc làm sao để truyền đạt giáo lý cũng như sự hành đạo của tín đồ. Sau khi trình bày với quý quan khách vì sao có sự hiện diện của tôi trong ngày lễ đạo này và đề tài nghiên cứu của tôi cũng xin giải thích mình là một sinh viên người Pháp còn trẻ, không am tường nhiều về lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam. Vẫn có thể là một quan sát viên khách quan. Với vị trí của người quan sát khách quan này, tôi sẽ ghi lại một thực tế về sự hiện diện của cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo tại Hoa Kỳ và khía cạnh lịch sử tôn giáo cũng như giá trị và cách sinh hoạt của các giáo hội trở nên khả thi tại hải ngoại. Việc này có thể tạo nên nhiều sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo và các giới nghiên cứu tại Pháp Quốc. Sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Sự hình thành nhiều dự án nghiên cứu khác, ví dụ khả năng tham khảo chéo các nguồn tài liệu về Phật giáo Hòa Hảo giữa Pháp và kho lưu trữ cá nhân của các thành viên trong tín đồ Pháp Quốc, có trong kho lưu trữ rất nhiều tài liệu về Phật giáo Hòa Hảo, một chủ đề được giáo sư Pascal Bordeaux nghiên cứu và có lẽ mọi người đều thấy thú vị khi thực hiện các công việc này. Ở vị trí của tôi nghĩ có thể tạo ra rất nhiều dự án và có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người về Phật giáo Hòa Hảo. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn quý quan khách đã lắng nghe một nhà nghiên cứu trẻ vô danh đến từ Pháp. Tôi cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Quỳnh Mai và ông Trần Văn Tài một lần nữa vì đã đón tiếp, giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được phát biểu hôm nay. Như tôi đã nói trước đây, tôi hy vọng công trình nghiên cứu của tôi sẽ được quý vị đánh giá cao và cộng hưởng. Và sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn quý vị. Thay mặt cho Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California, chúng tôi như quý vị đã được biết, đây là cuốn sách của giáo sư Pascal Bordeaux đã ấn hành ở tại Paris về Phật giáo Hòa Hảo. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn rất nhiều đối với giáo sư hiện tại là dự tuyển tiến sĩ về Phật giáo Hòa Hảo, thesis khoa học luận án, thì để góp phần vào các công tác phổ truyền toàn thể Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại. Chúng tôi xin góp phần vào trong cái dự án của ông về cái luận án tiến sĩ, thì tôi kính mời một người đại diện của ông gia đình ông Nguyễn Long Thành Nam thân tặng đến ông một món quà trong cái cuộc nghiên cứu của ông. Xin mời cô Nguyễn Thanh Thu.
đại diện cho gia đình của ông Nguyễn Long Thành Nam. Xin mời cô Thanh Thu ạ, đại diện cho gia đình ông Nguyễn Long Thành Nam ạ. Còn đây là cô Nguyễn Thanh Thu, ái nữ của tác giả Nguyễn Long Thành Nam. Cuốn sách này đã được dịch sang bằng tiếng Anh. Đề của Phật giáo hòa hảo trong dòng lịch sử dân tộc được ngắn gọn lại do một giáo sư người Nga. Xin được trao cho giáo sư. Xin Monsieur Anton trân trọng cảm ơn đồng đạo Hương Kim Hồng